Chào các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ có một cái phản biện, một cái chính chất rất là vui vui. Khởi kiện tranh chấp đất ở tòa, đất ở đâu ra? Mình nói theo cái kiểu mà người Nam nói, đất ở đâu ra mà đòi, đất ở đâu ra mà khởi kiện. Trong cái phần mà video này thì tôi sẽ làm cho quý vị vào hai phần. Thứ nhất là phần cái câu chuyện tôi tóm lược từ cái hồ sơ khách hàng. Thứ hai là phán quyết của tòa. Thưa quý vị và các bạn, hồi sáng nay thì tôi nhận một cái vụ việc và tôi cũng vui vui để mà đưa để cho hồ sơ khách hàng nó đỡ có tránh những cái khô khan. Thì ông A, ổng có một cái quyền sử dụng đất, tôi cứ cho là 300 mét thôi. Thì trên 300 mét đó nó có ba cái căn nhà. Thì ông cũng khó khăn, mà trên ba cái căn nhà đó thì chỉ có một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thôi. Mà các bạn biết rồi, vùng quê mà đất thì không thể tách thửa nhỏ. Cho nên vào năm 2000 thì ông khó khăn quá, thì ông mới bán cho một người B. Thì người B cũng mua bằng một cái giấy tay nhỏ nhỏ vậy đó quý vị và các bạn. Mua người B thì ông A ông bán cho ông B, ông bảo rằng là thôi thì tôi thì cũng khó khăn quá, mà cái nhu cầu nhà ở thì quý vị cũng có, thôi thì bây giờ như thế này, tôi sẽ bán cho B với giá thỏa thuận, các bên thỏa thuận một trong số ba căn nhà này, diện tích 100 m², mình tính vậy cho nó dễ đi, 100 m² để mà lấy tiền chi xài những cái lúc khó khăn. Hai năm sau thì B quản lý sử dụng nhà, B mới bán cho C, không có nhu cầu nữa thì B mới bán cho C. Thì tại thời điểm mà B bán cho C như vậy thì bán bằng giấy tay, nhưng mà cái chị C này chỉ kỹ hơn, chị bảo rằng là giờ nếu như trong trường hợp mà bán nhà bằng giấy tay, mà tại thời điểm đó mà không bán bằng giấy tay thì tôi cũng không dám mở đâu, tại hai ba bữa nữa rồi phát sinh tranh chấp rồi biết làm sao. Thì B mới quay lại A, nói thôi bây giờ chị A ơi, chị cố gắng giúp giùm tôi đi, thì bây giờ á nhà thì bán có 100 đất và nhà thì 100 m² thôi, thì thôi bây giờ chị giúp giùm tôi bằng cách rằng là hồi xưa là chị bán cho tôi á, thì bán 1/3 diện tích là 100 m, trên đó có cái căn nhà tôi cũng ở, bây giờ tôi cũng khó khăn quá, thôi bây giờ chị giúp tôi hỗ trợ cho chị một phần tiền để mà đưa cái giấy, toàn bộ cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, số đỏ đó, ra phòng công chứng bán cho C. Thế đó quý vị và các bạn, B và C đều thừa nhận là 100%, 100 m², trên đất có căn nhà mình mua của A. Tới năm 2017 thì C cũng không có cái nhu cầu quản lý sử dụng, thì C mới bán lại cho D. D cũng giữa C và D có lập một cái hợp đồng tay, trong hợp đồng tay cũng y như B và C thôi, là tổng diện tích là 100 m², trên đất có một cái căn nhà. Và thay vì C đã giữ lại cái quyền sử dụng đất đó và chuyển qua cho D, một mặt là vẫn có một cái giấy tờ tay để thể hiện rằng là quyền sử dụng đất mình chỉ mua 1/3, 100 m², nhưng về mặt thực tế việc đất chưa tách thửa, cho nên bây giờ chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho D. Giữa C và D, hai bên giao với nhau cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và kể từ khi ông A này, các bạn ạ, kể từ khi ông A, tức là ông chủ đất này, ông bán một căn nhà trong số ba căn nhà, thì ông vẫn ở liên tục ổn định và cho đến nay. Cái ông B, cái ông C, mà thậm chí D đều biết rằng là mình mua có nhận chuyển nhượng có 100 thôi. Việc đề đến thì đến. C, D
cầm cái giao dịch trên quyền sử dụng đất, đứng tên toàn bộ 300 mét vuông và khởi kiện đến tòa. Dĩ nhiên là trong cái việc giao dịch giữa D và C, các bạn ạ, giao dịch giữa người liền kề và người hiện tại, thì trong đó có hai cái hợp đồng. Một cái hợp đồng bằng giấy tay, trong đó C và D thỏa thuận quyền sử dụng đất chuyển nhượng chỉ là 100 mét vuông. Trên đất có căn nhà, giá chuyển nhượng gì gì đó, và các bên đã giao nhận xong. C lên tòa, C bảo rằng hồi xưa đó cái bà A bán cho tôi 100 mét vuông đất, tôi không có thể toàn quyền định đoạt hết toàn bộ 300 mét vuông đất của bà, vì chúng tôi là những người dân, do cái đặc tính pháp lý không thể tách thửa nhỏ, chúng tôi không thể nào kiến thức các bên có nhu cầu ở trên cái căn nhà này, và chúng tôi đã thỏa thuận trên cái tinh thần đó. Thưa với tòa, cái giao dịch giữa C và D, ông C ông bảo rằng năm 2017 tôi chỉ bán cho chị, chỉ bán cho D có 100 mét trên đất có căn nhà. Thì quý vị và các bạn biết không, thì khi mà khởi kiện ở tòa thì tòa đã yêu cầu phía bên người A vào với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Sự việc thì vẫn chưa có tới hồi kết. Tôi thông qua cái video này tôi nói rằng là đất tranh chấp ở tòa, đất ở đâu ra mà tranh chấp? Từ năm 2001 tới từ năm 2002 tới năm 2017, thông qua 3 người nhận chuyển nhượng, các bên vừa B vừa C đều thừa nhận quyền sử dụng đất, các bên cái đối tượng mà các bên giao dịch đất chỉ là 100 mét vuông. Vậy thì đất ở đâu ra mà để có tòa có phán quyết cho cái người mua sau cùng? Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ nói về một cái phán quyết của tòa. Tôi cho rằng phán quyết của tòa sẽ dựa trên những cái cơ sở pháp lý về cái giao dịch mua bán giữa C và D. Hai bên đã thừa nhận cái đối tượng mà các bên giao dịch tại thời điểm 2017 chỉ là 100 mét vuông, trên đất đó có căn nhà, chứ các bên không có thừa nhận toàn bộ quyền sử dụng đất của A. Thì bây giờ các bên kéo nhau ra thỏa thuận, bà D này, người D này, họ khởi kiện, họ bảo rằng là người A phải di dời toàn bộ nhà ra vì nhà đất và của bà. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là người D này đã hai lần khởi kiện. Hai thẩm phán đã có một cái niềm tin nội tâm rằng là cái giao dịch họ chưa có xét xử, nhưng bằng cái niềm tin họ bảo rằng là cái giao dịch chỉ là 1/3 quyền sử dụng đất chứ không phải là toàn bộ, lý do không thể tách thửa. Còn tại thời điểm này, mặc dù D đứng tên trên toàn bộ quyền sử dụng đất, tuy nhiên rằng là D chỉ quản lý 1/3, cho nên với cái chứng cứ, với cái tài liệu, với cái nguồn gốc đất, với lời khai của B, của C và tất cả những cái lời khai khác, thì tôi nghĩ thẩm phán sẽ có cái phán quyết bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Đất đâu ra mà tranh chấp? Các bên chỉ giao dịch, các bên chỉ hứa, các bên chỉ cam kết, các bên chỉ thỏa thuận 100 mét vuông. Bây giờ toàn bộ 300 mét vuông là do cái cơ chế, là do cái lý thuyết của vùng miền, là do không được tách thửa cho nên người ta chẳng đặng đừng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì tôi vẫn vươn lên cái ý thức về cái đạo đức của, mà đặc biệt là một cái sự công bằng trong xã hội. Dĩ nhiên một cá nhân luật sư không thể nào đưa ra hết toàn bộ những cái ý kiến. Tôi đã tư vấn như thế đó đối với vị khách hàng. Và nếu trong trường hợp chỉ nhờ tôi luật sư thì tôi sẽ song hành với vị khách hàng này để đưa ra những cái tài liệu, những cái chứng cứ cho rằng việc nguyên đơn yêu cầu là không có cơ sở và không thể chấp nhận. Kính mong thông qua một cái câu chuyện của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi nghĩ rằng các bạn phải hiểu được những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt khi chúng ta khởi kiện ở tòa án thì chúng ta biết rằng, nhận thức được rằng khả năng thắng kiện của chúng ta đến đâu và chúng ta có quyết định là kiện hay không kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn và xin chúc quý vị và các bạn một sự bình an. Xin trân trọng cảm ơn.